Xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp một cái CB cốc âm tường nha các bạn. Thì đây là một cái CB cốc mà mình chuẩn bị lắp nữa các bạn. CB này 20A nha các bạn, của Panasonic nha. Rồi, bây giờ mình sẽ khui ra cho các bạn xem tận mắt cái CB cốc của mình nha. Đây là cái CB cốc của mình nữa các bạn. Thì cái CB này các bạn có thể dùng để làm cái CB tổng cho phòng ngủ, hoặc là CB máy lạnh các bạn, hoặc là có thể dùng để CB để làm cho CB máy bơm nước nha. Nó thay thế cho cái cầu dao của mình hồi xưa các bạn. Rồi, thì để mà lắp cái CB này ở âm tường các bạn, thì các bạn sẽ cần một cái cùm sắt cho mình nha. Đây cái cùm sắt này các bạn. Thì cái cụm sắt này nó có tác dụng là nó sẽ cố định cái CB lại nhé các bạn. Rồi, đây là cái cụm của mình rồi nha. Nó gồm hai phần nhé các bạn. Thì trước tiên là mình cho cái phần này vô cái CB trước nha. Đó. Các bạn cứ cho theo như mình là được nhé các bạn. Rồi tiếp theo là mình cho phần sau nha, phần cái bát phía sau của cái miếng sắt vô nha. Và mình sẽ tiến hành bắt chích lại là cái loại được nhé các bạn. Đó, mình bắt chích lại nha. Rồi tiếp tục bên này cũng vậy luôn nha các bạn. Rồi, vậy là xong phần cùm rồi nha các bạn. Mình siết ốc lại cho cứng là được nha. Rồi. Còn đây là cái mặt nạ của nó nha các bạn. Cái mặt nạ của cái CB này nha. Thì cái mặt nạ này trước tiên các bạn cho cái mặt này vô, nó vô như mình này đó, các bạn thấy không đó. Cái này mình sẽ ướm thử cho các bạn xem thôi nha, còn xíu nữa mình sẽ lúc mà mình đấu dây á, mình sẽ làm cụ thể cho các bạn xem luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành lắp vô cái đế âm cho các bạn xem nha. Thì dây mình cũng đã chuẩn bị sẵn rồi các bạn, bây giờ mình chỉ cần bắt dít vô là được, mình siết vô là được nhé các bạn. Đó, mình siết vô hai cái đầu này là được nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành đấu dây nha. Rồi mình đã bắt dít vô, bắt cái dây điện vô CB xong rồi các bạn. Thì bây giờ để cho cái CB này vô tường các bạn, thì các bạn sẽ bẻ dây điện qua hai bên nước CB nha. Đó, bẻ dây điện qua hai bên CB này giống mình nè. Đó, ở dưới đây cũng vậy luôn nha. Các bạn mà bẻ cong lên như vậy nhé các bạn, để lúc mà mình cho cái CB này vô cái đế âm các bạn, nó được dễ dàng hơn nha. Nó khỏi bị cấn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ nhét cái, mình sẽ đẩy cái CB này vô cái ô âm này nữa là được nha. Thì trước tiên mà là để đẩy CB này vô cái ô âm các bạn, thì các bạn nhớ bỏ cái mặt nạ này vô trước nha. Thì cái mặt nạ này nó có cái phần lồi lên đây các bạn. Thì các bạn nhớ để ý là cái phần lồi này nữa các bạn, nó sẽ nằm phía bên tay phải của các bạn nha. Nó sẽ nằm bên tay phải của cái CB nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành siết ốc lại nữa nha các bạn. Siết ốc lại nữa là mình đã đóng mặt nạ là xong nha. Đó, mình đã bắt ốc bắt dít vô xong rồi nè các bạn. Đó, thì đã xong rồi nha các bạn, rất là cứng chắc nha. Thì tiếp theo mình sẽ đẩy cái mặt nạ lại nha các bạn. Thì đây các bạn, cái mặt nạ nó sẽ cũng có hai cái lỗ nha. Đây,
đây một lỗ đây các bạn, ở dưới này một lỗ nữa nha. Thì hai lỗ này nó sẽ tương ứng với hai cái lỗ lồi ra ở trong cái mặt nạ với trong trong tường rồi nha. Thì cái mặt nạ này, cái chỗ này các bạn, nó nằm bên tay phải của cái CP nha các bạn. Thì lúc đó mình đẩy cái nắp này lại các bạn, thì cái chữ Bana ở dưới này nè các bạn. Đây, và thấy cái chữ Bana ở dưới này không? Đó, nó sẽ nằm đúng chiều nha. Và nhìn nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Thì những cái chi tiết nhỏ này này các bạn, mà các bạn không để ý thì nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái thẩm mỹ của cái mặt nạ nha các bạn. Đó, các bạn thấy không, cái chữ nó nằm đúng chiều luôn nè các bạn. Đó, cái lỗ nằm ở tay phải nha. Rồi, thì nãy giờ mình cũng đã chia sẻ với các bạn cách mà mình lắp một cái CP cóc âm tường rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình cũng xin phép tạm dừng video của mình tại đây luôn nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Tạm biệt các bạn.